Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, tinh thần thờ phượng Chúa phải luôn luôn có trong đời sống mỗi Cơ đốc nhân qua môi miệng và nếp sống của chúng ta mỗi ngày. Đây cũng là thông điệp mà bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị qua đề tài Sinh tế thờ phượng, nương trên nền tảng hai câu Kinh Thánh Hebrew chương 13 câu 15 đến câu 16. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hàng dân tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Câu gốc của bài học là: vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dân tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Hebrew chương 13 câu 15. Câu hỏi suy ngẫm: tại sao ngày nay không còn phải dâng sinh tế là súc vật nữa? Trước giả thư Hebrew dạy phải dâng sinh tế bằng những điều gì? Ngày nay những sinh tế thờ phượng nào là phải lẽ và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời? Kính thưa quý vị, tiên tri Ô-sê đã rao lời Đức Giê-hô-va phán truyền rằng: các ngươi hãy đem lời nói mà trở lại cùng Đức Giê-hô-va, hãy thưa với Ngài rằng: xin cắt bỏ mọi tội ác chúng con và nhậm điều tốt lành, để chúng con dâng tế lễ ngợi ca bằng đôi môi thay vì bò tơ đực. Ô-sê chương 14 câu 2 bản truyền thống hiệu đính. Căn cứ lời tiên tri Ô-sê sau khi đã nói đến huyết Chúa Giê-xu làm cho dân điên thánh, trong câu 12, trước giả thư Hebrew cho biết: vậy nhờ Đức Chúa Giêsu, chúng ta hằng dâng sinh tế bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. Chớ quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác, vì các tế lễ như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời. Câu 15, câu 16 bản truyền thống hiệu đính. Như vậy, nhờ công giá chuộc tội của Chúa Giêsu mà ngày nay không còn phải dâng sinh tế là súc vật nữa, nhân dân tế lễ thờ phượng qua lời ca chúc tụng Chúa, qua các việc lành chia sẻ giúp đỡ người khác, đó là những tế lễ mà Chúa vui lòng. Con cái Chúa ngày nay đang sống trong thời ân điển, nghĩa là không phải giữ các nghi lễ như trong thời luật pháp. Chính Chúa Giêsu đã chịu chết như một sinh tế chuộc tội cho toàn thể nhân loại, theo Roma chương 6 câu 10. Nhờ Ngài mà giờ đây chúng ta chỉ cần dâng của lễ chúc tụng Chúa hàng ngày qua lời ca cảm tạ và hành động biết ơn Chúa về sự hy sinh của Ngài, đồng thời dùng môi miệng để tuyên xưng danh Chúa và làm chứng về những ơn lành Ngài đã làm cho chúng ta, cùng với những hành động yêu thương, ân cần chia sẻ và giúp đỡ người khác. Ông Gia-cơ cũng cho biết sự tiên đạo thanh sạch, không vết trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian, theo Gia-cơ chương 1 câu 27. Đó chính là những sinh tế thờ phượng phải lẽ và làm hài lòng Đức Chúa Trời. Của lễ thờ phượng đẹp lòng Chúa không phải chỉ là hình thức, nghi lễ, nhưng quan trọng hơn là hành động xuất phát từ tấm lòng yêu Chúa, biết ơn Ngài, dâng lời ca ngợi Chúa và bày tỏ việc lành cho người khác. Sự thờ phượng Chúa không chỉ thể hiện tại đền thờ vào Chúa Nhật, nhưng phải được thể hiện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Tinh thần thờ phượng Chúa phải luôn luôn có trong đời sống mỗi Cơ đốc nhân qua môi miệng và nếp sống mỗi ngày. Đó chính là tinh thần kỷ luật của con dân Chúa trong sự thờ phượng. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhắc nhở con luôn dâng lên Chúa của lễ thờ phượng qua môi miệng và việc làm tôn cao danh Chúa của con trong nếp sống hàng ngày. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có dùng môi miệng ca ngợi Chúa và bày tỏ chính Ngài qua việc lành hàng ngày không?
sinh tế thờ phượng mà quý vị dâng cho Chúa là gì? Ơn Chúa sâu rộng vô cùng, vẫy cao non biết nghìn trùng biển khơi, việc làm nếp sống mọi lời, nguyện tôn danh Chúa trọn đời của con. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.